Này bạn ơi, bạn nghe mình nói nè, hôm nay là tập 2, mình sẽ vẫn hành trình đi tìm con đường nhiều cái ngành nhất. Ok, không chần chừ nữa, đi thôi các bạn. Đang đi qua cái cầu mấy bạn, hơi thối. Các bạn, mình chuẩn bị đến đi đường Tân Quý nha các bạn. Tân Quý thì anh biết rồi, không phải nói nhiều. Đặc trưng ở cái đường Tân Quý này là một cái cầu biết sao mà cái cầu làm 5 năm chưa xong các bạn. Đấy là đặc trưng. Đó, cầu này nhìn có vẻ hơi thối các bạn. Rồi sắp đến rồi các bạn. Rồi hôm nay mình đi xe hàng bạn. Xe hàng bạn khá bựa nha các bạn. Phanh không ăn nha các bạn. Nên là mình phải đi cẩn thận thôi, đo đường. Địa điểm đầu tiên là mình đi đó là đường Bình Long nha các bạn. Nghe nói là ở đây là một ổ các bạn, như ổ gà vậy. Gà đây có nhiều loại gà nha các bạn, ví dụ như gà ta này, gà tre nha các bạn, gà vườn, gà chọi các bạn. Hình như mình nói hơi bị ngoài lề một tí rồi. Thôi các bạn bỏ nhé. Bỏ qua, giờ là... Ôi, lắm xe lắm. Con gái đi rider là mắc ngon nha các bạn. Điều đặc trưng thứ hai của cái đường Tân Quý này là các bạn biết sao không? Đó là đường này có một cái lò thiêu nha các bạn, thiêu xác người ấy, đi qua rất khắm nha các bạn, rất thôi và rất kinh và rất tởm các bạn. Đây các bạn, đây các bạn, chuẩn bị đến rồi. Đây là lò thiêu nha các bạn. Xoay phát nào, lò thiêu. Đây, lò thiêu các bạn. Đây đó chính là con đường mình đang tìm các bạn. Không biết sao đây, mình cứ đi thẳng nào. Tôi gặp cái đèn đỏ rồi các bạn. Dừng lại. Rồi, kìa. Quay đi. Ok các bạn, cái mình điểm danh với con nhá. Một em nhá các bạn thấy không? Thấy không? Điểm danh phát. Một em rồi nhá. Hai em, ba em, bốn em, năm em, sáu em nha bạn. Các bạn thấy không? Nguyên một ổ.
hết đường Bình Long rồi các bạn. Thật là mình khá đau đít. Không ngờ cũng được sáu em gì đấy. Khá ưa đít nha các bạn.